Quýnh Nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lời nói đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mến chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, an nhiên và thật là ấm áp bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện tối nay của Quýnh Nhà nhé. Mới vừa đây thì trên trang Facebook cá nhân của bé Thiên Ngân cũng đã chia sẻ một cái dòng trạng thái như thế này, là vào ngày mai tại vườn An Nhiên của quận 12 sẽ có một cuộc họp báo cho show diễn Tìm Mẹ Trong Mơ sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 10 của năm 2022 tại nhà hát Bến Thành, số 6 Mạc Đĩnh Chi, Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, với sự xuất hiện tham gia của đông đảo các ca nghệ sĩ nổi tiếng đình đám trong giới showbiz. Và nếu như quý cô chú anh chị em nào mà muốn theo dõi cái buổi họp báo trước khi diễn ra show diễn Tìm Mẹ Trong Mơ tại vườn An Nhiên của quận 12 thì chúng ta có thể là theo dõi cái trang fanpage của vườn An Nhiên quận 12 để có thể là nghe được những cái chia sẻ tâm sự của hậu duệ cô hai cũng giống như là của các ca nghệ sĩ gạo cội trong giới showbiz nhé. Mới vừa đây thì Quýnh Nhà có nghe một cái thông tin khá là nực cười từ phía bên của anh Cờ. Người ta cứ xào đi xào lại về cái vấn đề 5 triệu đồng ủng hộ lũ lụt miền Trung vào năm 2020, lúc mà cô hai lên tiếng hỏi rằng là anh Cờ có muốn giúp đỡ cho miền Trung hay là không, và muốn giúp đỡ với cái số tiền bao nhiêu. Thì anh Cờ anh đã hỏi lại rằng là thì mẹ gợi ý cho con đi, thì cô hai mới nói rằng có ủng hộ 5 triệu đi, tại vì mẹ vẫn còn giữ 5 triệu đồng từ một vị khán giả ở bên Úc cho con nè. Cô ấy nói rất là rõ ràng đúng không quý cô chú chị, chứ đâu có phải là úp úp mở mở đâu. Mà bản thân anh Cờ cũng kiếm ra được tiền vậy thì 5 triệu đồng đó nó có hề to tát gì so với anh ta được tiếng thơm rồi còn được rất là nhiều người biết đến anh ta nữa. Ví dụ như á mà thấy tiếc nuối về 5 triệu đồng đó, vậy thì 500 triệu đồng mà cô hai cho anh ta lúc ra riêng á, sao không ai nói đến đi. Nhiều người người ta đực cười lắm quý cô chú anh chị, tự biên tự diễn, tự nói rằng là tiền cát xê của anh Cờ nó cao ngất ngang ngất ngưỡng 9 đến 10 tỷ đồng trong vòng 6 năm 310 show diễn, mà không hiểu họ lấy cái con số đó nó ở đâu nữa. Ở đâu mà mấy năm dịch bệnh hát được có tầm 2 năm thôi quý cô chú anh chị, mà đâu có phải là ca nghệ sĩ chuyên nghiệp hay là nổi tiếng đình đám trong giới showbiz rồi được các ông bầu show người ta săn đón đâu. Ta nói cô hay chạy hết đầu này đến đầu kia để xin năn nỉ người này người nọ cho anh ta được kẹp vào trong những cái show diễn của họ. Mà họ lên tiếng họ nói rõ ràng lắm là họ không hề muốn mời anh Cờ. Có nhiều lần cô hay năn nỉ quá, người ta buộc lòng mời cô hai thì người ta phải châm trước cho anh Cờ được kẹp theo trong cái show diễn của cô hai. Chứ thật sự để mà nói á, thì người ta đâu có hề mời anh Cờ đâu, mà người ta phải trả tiền cát xê cho anh Cờ. Vậy mà cũng đếm ra 310 show diễn. Còn cái vấn đề đặc biệt nữa nè, không biết cái tiền cát xê của anh Cờ trong vòng 2-3 năm mà anh ta đi hát á, có đủ để làm những cái MV ca nhạc đình đám mang lại cho anh ta cả triệu view, và cái số tiền mà anh ta nhận được từ cái kênh YouTuber đó anh ta đã ẵm trọn rồi. Mà không hiểu cái lý do vì sao và tại sao mà bộ kền kền của anh Cờ bu lấy bu để vậy ta. Chắc họ nghĩ làm một cái MV ca nhạc nó ít tiền lắm hay sao đó quý cô chú anh chị. Nếu mà để xét ra nội cái tiền mà làm MV cho anh Cờ, cái tiền mà cho anh ta làm thẻ visa rồi bút vé máy bay bay từ Mỹ sang bên trời Âu rồi này nọ các kiểu, chắc không biết cái số tiền cát xê của anh Cờ có đủ để đi không, có đủ để làm MV không. Chứ đừng có nói gì tiền ăn tiền học, tiền mà anh ta nuôi cha nuôi mẹ anh ta nữa. Ủa vậy 6 năm vừa qua cô hai gồng gánh luôn cả gia đình của anh ta, sao cô hai cũng không tính ta. Đáng lý ra là cô hai phải tính chi ly lên, ngày ăn bao nhiêu tiền cộng trừ nhân chia hết ra
tính cho nó sòng phẳng luôn. Vậy thì gia đình anh Cờ mới biết được rằng là 6 năm vừa qua họ đã xài bao nhiêu tiền của cô hai. Và cái số tiền cát xê của anh Cờ nó có đủ để chi phí lo toan cho gia đình của anh ta suốt 6 năm vừa qua không? Chứ đừng có nói gì là làm MV ca nhạc, rồi book vé máy bay, làm thẻ visa VIP đồ này nọ các kiểu. Ta nói nó nực cười lắm. Mà không biết những người bên phía của anh Cờ toàn là những người tri thức đúng không? Toàn là những người hiểu biết đúng không? Mà những cái con số đơn giản, những cái phép toán cộng trừ nhân chia như vậy thôi mà mình làm cũng không xong nữa. Chứ đừng có nói gì mà nói về tình người với ơn nghĩa ở đây. Nói thật sự với quý cô chú anh chị, nó quá cái giới hạn để mình phải chịu đựng. Thì tất nhiên rằng là còn cái tình cái nghĩa nào mà để cho anh ta còn mặt mũi để ngước lên nhìn đời được nữa. Phía bên gia đình của cô hai á, người ta nói rất là rõ ràng. Được thì sống trong nhà của cô hai, không được thì có thể là ra riêng. Chứ không ai ép buộc anh Cờ phải ở trong nhà của cô hai hoài như vậy. Cô hai cũng đã nói rất là rõ ràng, đến năm 18 tuổi là tự động anh Cờ phải đi. Còn cái vấn đề mà Tuyết Nhung ở trong cái đoạn video mà cô hai nói rằng là góp tiền để quyên góp cho lũ lụt miền Trung, mà Tuyết Nhung mới nói rằng là không ai mẹ lấy cái xác của con luôn đi á. Thứ nhất, có thể đó là một cái câu vui. Thứ hai, bản thân của Tuyết Nhung đó quý cô chú anh chị, nó khác xa với anh Cờ. Về cái vấn đề 5 triệu đồng á, thì chắc có lẽ nó cũng là một cái con số lớn đối với Tuyết Nhung. Chứ còn đối với anh Cờ thì không hề nha. Quý cô chú chị em biết sao không? Tất cả những cái sự ưu ái nè, đi diễn, đi hát đồ này nọ, cái kiểu này, cô hai đều tập trung và lo cho anh Cờ. Nhiều lúc cô ấy sao nhãn Thiên Ngân và Tuyết Nhung là như vậy đó quý cô chú anh chị. Cho nên á, đến tại thời điểm bây giờ khi một cô hai ra đi mãi mãi rồi á, mọi người mới cảm thấy thương hai em nhiều. Bởi vì sao? Hai em đó quá là thiệt thòi. Chứ đáng lý ra cô hai phải nhận ra cái bộ mặt thật của anh Cờ từ lâu lắm rồi. Để sao ạ? Để cô ấy dừng ngay lập tức cái vấn đề giúp đỡ cho anh ta và cả gia đình của anh ta, để tập trung lo cho những người con còn lại, và đặc biệt là chú trọng để lo cho cái sự nghiệp của Thiên Ngân và Tuyết Nhung. Thì chắc có lẽ hiện tại bây giờ Thiên Ngân và Tuyết Nhung đã có một cái chỗ đứng vững chãi trong giới showbiz rồi, chứ không phải rằng là bây giờ các em còn phải lên đên như vậy đâu, đúng không quý cô chú anh chị? Cho nên Quýt Nhà mới nói rất là nhiều lần rằng là mình làm cái gì cũng vậy, mình nói cái gì cũng vậy, nhưng mình đừng có chặn cái con đường tiến thân của hậu duệ cô hai. Bởi vì các em rất là cần những cái cơ hội để thăng tiến, rất là cần những cái chỗ dựa vững chãi trong giới showbiz thay cho cô hai. Và vừa qua đó quý cô chú anh chị, thì Tuyết Nhung đã lên trên sóng truyền thông và đã bật khóc rất là nhiều. Về máy đã tâm sự rằng là bản thân của em ấy trong cái độ tuổi được gọi là dậy thì em ấy cũng đã có những cái điều làm cho cô hai buồn bã. Chứ nhưng mà em ấy đã nhận ra được cái sự việc và em ấy đã vững vàng và yêu thương mẹ của mình hơn. Cho nên những cái điều mà qua những cái đoạn video thời xưa đó quý cô chú anh chị, nó cũng chả khẳng định được cái điều gì cả. Bởi vì con người thì ai cũng có cái sai lầm. Nhưng quan trọng rằng là cái sai lầm của mình nó có thể là dừng đúng lúc, đúng thời điểm, và mình biết quay lại, biết yêu thương, san sẻ, chia sớt, cũng giống như là biết ơn, biết nghĩa của những người mà đã từng giúp đỡ cho mình. Thì chắc chắn rằng là những con người đó nó sẽ trưởng thành. Còn đối với bản thân anh Cờ, không nói chi cho nhiều đó, nó mệt mỏi lắm. Bởi vì sao? 6 năm vừa qua nó quá là đủ để khẳng định được rằng là một người dân nước lã, không có ai mà có thể là lo cho gia đình của một cái người không phải là ruột rà của mình nhiều như cô hai. Và cái vấn đề mấu chốt ở đây á, anh Cờ đang trong cái độ tuổi được gọi là học tập, cho nên cũng không phải được gọi là minh tinh màn bạc hay là siêu sao màn bạc, cũng chả giống như Phương Mỹ Chi để mà kiếm ra tiền này tiền kia để mà chi phí rồi này nọ các kiểu. Toàn những cái vấn đề mà anh ta có được như ngày hôm nay á, cũng là một tay của cô hai giúp đỡ cho anh ta. Cho nên rằng là không cần anh ta biết ơn biết nghĩa, nhưng ít ra rằng là
Bộ cần cần của anh ta cũng biết được rằng là cái điểm đến của anh ta là ở chỗ nào và nên ngừng xỉa xói một cái người đã khuất, bởi vì cái nghiệp đó ta nói muôn đời trả không hết đâu. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mình chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mình chào mọi người và hẹn gặp lại ạ.